Dạ, xin chào anh em. Hôm nay chúng ta sẽ quay clip chúng ta lắp ráp con tăng Leopard của Đức ha, quân đội Đức nha. Đây, chưa biết, đây là bản rò nè, xích kim lại nè, bánh kim lại nè. Đây, đây thì xe sẽ kèm theo là một sách hướng dẫn sử dụng nè, tem dán nè, các bộ phụ tùng nè, sensor nè, sạc USB nè, pin 1800 mAh nè, một hộp đạn nè, chai dầu khói nè. Đặc biệt bản rồ thì sẽ cho kèm chúng ta mấy cái nút bằng kim loại để ốp vô trong mấy cái chốt bánh ha, cái ốc bánh. Rồi anh lính và hai cái phần hông xe là phía trong bộ phụ tùng. Đây, phía trong có bộ phụ tùng. Đây, bây giờ chúng ta dọn bớt xuống dưới đi. Rồi, cái nào cần ráp để trên ráp. Rồi, giờ coi hướng dẫn sử dụng nha. Này, hãng cho chúng ta cái bia nhỏ xíu để tập bắn. Rồi, cái bia bự quá là bự luôn. Đây là phiên bản đời mới sử dụng mạch TK 7 chấm ha. Này, nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cách nối nè. Số chức năng chính nè, nhiều lắm, cả đống chức năng luôn á. Rồi, hướng dẫn sử dụng nè, bây giờ coi coi phía trong là ráp cái gì nha. Nắp này xây lên nè. Đó, để coi bỏ đạn vào phía bên nào. Này nào bỏ đạn vô đâu, chỗ nào nó nuốt đạn vô á, có khe nút đạn vô không? Rồi, là bên trái, vậy là bên phải để cho anh lính vô đúng không? Rồi, cái này không đóng lại. Đây, này. Gắn pin nè, không cần. Rồi, gắn sensor cũng không cần luôn. Sensor mình chơi hay rớt lắm, kệ đi, thôi gắn. Rồi, trà nó nhiều chi tiết lắm nha, mang gắn mấy cái móc này vô nữa nè. Nè con coi đi nè, hôm nay con làm chủ sĩ bữa coi, con coi coi gắn nào vô, con nghiên cứu coi đó. Mình lấy từng phần ra nè, mình lấy từng phần ra là mình coi gắn trên body xe trước đi. Mấy cái này là mấy cái hốc cánh xe thì dễ gắn rồi nè. À, con coi bên body xe là cái gì, nó có ký, nó có ký tự đó trên cái dĩ này nè, có tên nè, thấy không, trên dĩ này có tên nè nè, đó đó. Con gắn từng món thôi, gắn từ phía trước ra phía sau để đừng sót. Mấy húp bánh kim loại này mình giữ lại đi, mình để dành cái chạy nó hay rớt, mình gắn mấy cái húp nhựa đi, nó rớt đỡ ổ. Rồi con gắn cho hết đi. Rồi, sao mấy tiếng vất vả với em nó rồi ha.
Rồi, sản phẩm có bán tại Linh Nguyên Hobby, website là linhnguyenco.com hoặc là xe đua điều khiển.com ha. Rồi, số điện thoại có trên màn hình nha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi.